Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đâu quá luôn xì. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay cũng thu xếp được công việc nó gọn gọn. Hôm nay sẽ tổng vệ sinh. Đây là những cái bộ chén nước và chén đựng VIP rất là nhiều luôn. Thì hôm nay mình sẽ ngồi đây rửa tâm sự câu chuyện chút xíu với mọi người ha. Lucy đựng liếm vô cái điện thoại rất là nhiều ha các bạn ha. Đây đây là cái thau nước, còn đây là một đống cái khay dơ. Thì như các bạn biết á, là này đựng nước, còn cái chén nhỏ này là đựng VIP ha. Đó, đựng đồ ăn dơ thì giờ chúng ta phải rửa sạch sẽ đi. Nếu mà chúng ta chăm sóc mà không có dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ là rất là dễ bị những cái bệnh về truyền nhiễm ha, về ký sinh, nhiễm nấm, nói chung là rất là nhiều thứ ha. Nếu mà để dơ bẩn là nó sẽ phát sinh bệnh, cho nên là mỗi ngày là mình có đi xịt nước rửa sơ sơ, rồi tầm khoảng một tuần lễ là mình sẽ gọi là rửa kỹ để cho nó không có bị đóng rêu á, nhất là mùa này mùa mưa. Để các bạn coi là cột tóc mà con chim nó cũng không để yên như mình nè, thấy không? Cột tóc mà cũng nhảy lên đứng nè, tắm không cho mày xuống đây mày tắm nước luôn. Tính cột tóc làm cũng chuyện mà cũng không yên nữa. Hả? Rồi, ok. Thì mình xài cái này nó bằng nhựa các bạn. Cái bằng nhựa này á, cái đồ đựng nước là cái đồ đựng đồ ăn này nó bằng nhựa. Thì nó cũng có cái lợi. Ồ, trời sắp mưa nữa rồi. Lucy, đừng có liếm nó rung rinh cái điện thoại. Thứ nhất cái này được cái là rẻ. Hình như là 40-50 ngàn vậy á, 50 ngàn một cái. Cái này cái nhỏ thì 25 hay nhiêu á. Nói chung cái này được cái thì nó rẻ ha. Nhưng mà nó bị cái là nó nhẹ. Nhưng mà được cái nó dễ rửa tại vì nó là nhựa trơn á. Cái này nó có cái loại mà nhựa mà dạng như nhựa sần sần á thì nó nhìn nó cứng cáp đẹp hơn, nhưng mà bị cái là nó cái đó nó sẽ giòn, cứng và nó sần sần thì nó sẽ khó rửa. À, còn cái này thì nó nhẹ, nó mềm, nó dẻo, gớt nó không bể. Dễ rửa, nhưng bị cái nó nhẹ. Nó nhẹ thì sao? Nó nhẹ thì nhiều khi là cái đuôi hay cái chân nó móc vô một cái là nó có thể lật đổ nước đó, hoặc cái chén đồ ăn này nó đứng nó cái đuôi nó hoặc là cái chân nó móc vô cái khe hở nè, vô tình thôi nó đi một cái thì nó sẽ lật đổ phí đồ ăn. Thì chỉ có cái đó, nhưng mà cũng ít lắm, cũng ít trường hợp nó xảy ra đó. Thì đây là cái chén đựng nước nè, trong chùa Ligo đây là cái chén đựng nước, đây là cái chén đựng VIP đó, chén nhỏ đựng VIP. Còn rau thì mỗi ngày mình thay sai sạch thôi. Cái chén đựng VIP á, thì lúc nào cũng có chén VIP trong chuồng thì bé nó sẽ được coi như là bổ sung dinh dưỡng một cách đều đặn, ổn định thì nó sẽ phát triển tốt hơn ha. Thì sẵn đây cũng có thể trả lời cho các bạn là các bạn hay hỏi là VIP em mua VIP rồi giờ về cho ăn chế độ làm sao, anh cho em chỉ em chế độ bao nhiêu ngày thì mình sẽ cho ăn bổ sung một lần. Thì sẵn đây mình trả lời với các bạn luôn qua cái clip này. Thì cái VIP đó thì mình đã giới thiệu rất là nhiều lần, nó xuất phát, nó không có ra đời bằng cái bài toán gọi là kinh doanh. Đầu tiên nó xuất phát là nó phục vụ cho cái farm của mình, thì mình chăm sóc số lượng nhiều, mình chăm sóc nữa không mắc cỡ. Hôm nay bắt đầu xong nhảy lên người tôi, tại vì mình quay YouTube á, mình phải đặt cái điện thoại nó ở cái khung ngang, đâm ra đôi khi là phải canh góc rất khó chịu. Mình đang đặt camera tự động đó các bạn, để mà vừa làm vừa tâm sự với các bạn. Thì VIP nó ra đời là để nó phục vụ cho Nam Ngô Farm ha. Tại mình chăm số lượng nhiều thì mình cần một cái sản phẩm mà nó có thể phục vụ tốt, giúp cho các bé nó phát triển khỏe mạnh, đầy đủ dưỡng chất, nhưng mà nó cũng nhẹ công nhất cho cái người chăm sóc đó, và ít cái rủi ro nhất. Khi mà bạn cho ăn đồ tươi á thì rất là nhiều cái rủi ro do dưới tác động của thời tiết nắng mưa, thì cái đồ ăn nó, các bạn biết đồ ăn thì nếu mà bảo quản không tốt hoặc là nếu mà
cung cấp nó gọi là dư thừa mứa quá, mà gặp cái điều kiện thời tiết nó nắng mưa thất thường, thì nó từ cái đồ ăn nó sẽ biến thành cái chất độc ha. Đó thì nếu mà chúng ta cho ăn những cái đồ ăn tươi bí đỏ đồ á, thì dưới tác động của nắng đồ này nọ, nó bị oxy hóa rồi nó sinh nhiệt ra thì nó sẽ bị đổ nhớt, thì lúc đó là nó sẽ biến thành chất độc đó. Rồi mấy cái trái cây rồi nó có chất đường, chất ngọt ở trong đó, có chất chua ở trong đó, thì nó sẽ bị biến đổi chất. Còn cái flip á, là nó là những cái chất dinh dưỡng mà được tổng hợp và được sấy khô, nói chung là được gia công điều chế sấy thật là khô, cho nên là nó vô cơ rồi, nó không có bị biến đổi chất nữa. Còn những cái đồ ăn tươi của mình thì nó là hữu cơ, dưới tác động của cái này cái kia thì nó sẽ biến đổi thành chất, thành chất độc đó. Nếu mà bé nó không ăn ngay, nó để lâu, thì giống như là các bạn thấy có những trường hợp mà ngộ độc thực phẩm á, thì ban đầu thì có thể là nó là đồ ăn, nhưng mà ví dụ như đại đám cưới đi, rồi người ta phải chuẩn bị sẵn rất là nhiều cái phần ăn để sẵn ra ăn sẵn vậy nè đó. Rồi tới giờ thì bắt đầu lên tiệc thì món nó mới lên, thì nhiều khi là chất đồ ăn ở bên ngoài cái chỗ chứa để vậy nè, rồi để mấy tiếng đồng hồ á, thì nó bị biến đổi chất lên, nó thành chất độc dẫn đến ngộ độc thực phẩm đó. Thì cái đồ ăn tươi nó có cái dở là chỗ đó, với lại chuẩn bị đồ ăn tươi thì nó rất là khó khăn, nó rất là cực. Nếu mà chúng ta làm cái đồ ăn tươi á, mà để cho nó đầy đủ chất á, thì chúng ta biết là mỗi cái thực phẩm á, thì nó chỉ mang một cái giá trị dinh dưỡng nhất định thôi. Ví dụ cho ăn bí đỏ thì trong bí đỏ nó có vài chất dinh dưỡng vậy đó, thì các bạn muốn nó đầy đủ chất thì các bạn phải mix nhiều loại rau củ quả trái cây tùm lum tà la vô, thì như vậy nó rất là cực công. Cực công trong vấn đề mà gọi là đi mua cũng cực nè, rồi về phải bảo quản rửa ráy các thứ cũng cực nè, rồi mỗi lần lấy cho ăn thì cho ăn chút nó rất là mất thời gian. Thì từ đó mình mới coi như là nghĩ ra mình làm một cái sản phẩm thức ăn tổng hợp theo dạng viên, dạng cám để phục vụ cho cái farm của mình. Thì sau thời gian mà mình xài thì mình thấy ok quá, rồi mấy anh em cũng kêu chia, thì mới cuối cùng là mình mới ra thương mại để mình chia lại cho anh em sử dụng, cho cái việc chăm sóc nó dễ dàng và nó tốt nhất cho các bé đó ha. Thì mình giới thiệu sơ về qua cái VIP. Thì cái VIP á, mình sản xuất ra là nó là thức ăn hàng ngày, chứ nó không phải là thuộc dạng thực phẩm bổ sung mà một tuần lễ bổ sung một lần cho ăn một lần, mà VIP là mỗi ngày chúng ta cho ăn. Tuy nhiên chúng ta cho ăn á, cũng phải có cái phương thức, cái cách, có nghĩa là các bạn cho ăn một lần ít thôi. Ví dụ nó ăn cái sức nó ăn được 10 thì chúng ta cho ăn chừng 6-7 thôi đó, thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ ăn hết cái lượng thức ăn mà chúng ta cho, sẽ không bị bỏ phí đó. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tạo cảm giác thiếu thốn thèm thuồng, thì mỗi lần nó gặp bạn y như là nó gặp được quý nhân vậy đó, tại vì nó biết bạn sẽ cho nó ăn ngon, nó đang thèm, thì nó gặp bạn nó sẽ năng động hơn, làm thấy ghê lắm, nó bò lên chuồng đồ này nọ nó làm để mà giống như nó xin ăn các bạn, thì ta nhìn thấy nó cũng dễ thương. Chứ chúng ta cho ăn thừa mứa quá, đổ nhiều quá, thứ nhất là nó sẽ tạo cảm giác đó, thừa mứa thì các bạn biết cái gì, thừa mứa thì nó cũng không có cái sức hút, rồi nhiều quá nó không có sức hút ha. Cái thứ hai nữa là nhiều con thì nó nghịch, dù nó ăn không hết nó leo vô chén, mà cái này là cái thói quen của nó ăn không hết nó vô phá, nó ỉa trong cái chén đồ ăn luôn đó, làm hư cái đồ ăn. Thì mặc dù cái VIP á, là được sấy khô, vấn đề về bảo quản rất là tốt, nhưng mà cái bất cứ cái gì á, mà dính vô nước á, thì nó cũng sẽ bị hư, bị mốc đó. Thì nhiều khi các bạn lấy nhiều quá nó ăn không hết, để qua đêm, thì mặc dù để qua đêm là không bị hư ha, với điều kiện không dính nước, VIP mà để qua đêm là không bị hư, với điều kiện là được bảo quản khô ráo, để trong chén này luôn nè các bạn đó. Nhưng mà để trong chuồng, miễn nước đừng có văng vô làm ướt cái hạt cám á, là cái hạt huyết nó sẽ không có bị hư, qua ngày vẫn ăn được, thậm chí để cả tuần lễ cũng sao nữa. Tuy nhiên nếu mà chúng ta để bên ngoài không khí nhiều quá đó, thì dưới tác động của nắng gió đồ á, thì cái mùi thơm cũng như cái màu sắc nó sẽ bị bay đi, nó sẽ kém hấp dẫn hơn, nhưng mà tuyệt đối không hư, vẫn là an toàn. Chính vì vậy á, mình khuyên các bạn là mỗi ngày các bạn cho nó một ít ít thôi. Thứ nhất là cái đồ ăn nó vừa lấy ra khỏi cái bịch đó, thì nó thơm sực cái mũi luôn, và màu sắc nó rất là bắt mắt, thì nó sẽ kích thích cái vị giác, cái khứu giác cũng như cái thính giác rồi cái thị giác của nó tốt hơn, nó sẽ thèm ăn đồ này nọ hơn. Cái thứ hai như mình vừa nói á, là mình cho nó ăn 10 phần mình cho 6-7 phần thôi, thì tạo cái cảm giác thèm thuồng cho nó tốt hơn.
À, và cái việc cho ăn mỗi ngày như vậy thì cái dinh dưỡng nó sẽ được thu nạp vô cơ thể bé nó một cách nó đều đặn ổn định, thì bé nó sẽ giữ được cái phong độ tốt nhất ha, và nó nói chung là nó đều, nó được tích trữ vô đều đặn như vậy bé nó sẽ rất là tốt. Còn hơn đó là chúng ta mấy cái thực phẩm bổ sung thì thực dạng giống như là lâu lâu bổ sung vô một lần thì nó sẽ dẫn đến tình trạng nó không ổn định, có lúc thì nó thiếu thốn quá, cơ thể thiếu thốn, có lúc thì cơ thể là dư thừa. Tại vì nếu mà chúng ta lâu lâu cho ăn lần, thường chúng ta sẽ có xu hướng cho ăn nhiều, ăn chừng nào mày ngán thì thôi, ăn chừng nào bỏ bữa thì thôi, thì lúc đó thì thiếu quá, lúc thì lại dư thừa quá thì nó cũng không tốt đâu. Ok, mình chia sẻ sơ sơ qua về cái chuyện bí chút xíu, nhưng mà chủ đề cái chính ngày hôm nay vừa làm vừa tâm sự. Mình có cái tật, nếu mà mình làm thì mình sẽ quên nói, còn nếu mà mình nói thì mình sẽ quên làm, cho nên là sẽ phải tập vừa làm vừa nói. Cái vụ này là chị em phụ nữ giỏi hơn đàn ông. Đàn ông thì khi làm thì rất là tập trung, còn phụ nữ thì cái gọi là cái cấu tạo của cái bán cầu rồi này nọ, nói sơ sơ thôi, nói nhiều mà nói tầm bậy nữa ta chửi đó. Thì nói chung là phụ nữ cái khả năng của họ là có thể làm được nhiều việc cùng một lúc ha, còn đàn ông mình thì nhưng mà cái khả năng cái tập trung của phụ nữ thì không tốt bằng đàn ông. Đàn ông thì không thể phân sức ra làm nhiều việc cùng lúc, nhưng mà làm việc thì người ta sẽ tập trung hơn. Thì nói ý này không phải là khen chê gì hết trơn á, không phải phân biệt gì hết trơn á, mà này là cái đặc tính của cái giới tính ha, thì người ta nghiên cứu ra được hả. Thì mình bị cái là mình làm á mình quên nói luôn, mà mình nói xong cái mình quên làm. Hôm bữa làm cái clip rửa xe, nhiều anh em nói là pha rửa xe hao nước. Tại lo đứng nói rồi nước cái xịt không không mà. Rồi tới lúc mà xịt thì lại không nói, thì cái video clip nó lại rơi vô khoảng lặng. Để các bạn thấy rất là dễ ha, chỉ dùng một cái bùa nhùi sấy mấy vòng thôi là sẽ rửa được nó. Thì trở lại cái câu chuyện chính ngày hôm nay các bạn. Thì cái kinh Nam Mô Farm thì các bạn biết rồi, mình cũng đã có chia sẻ. Thì xuất phát điểm của nó là mình đam mê con bò sát này, thì mình tự mày mò chơi rồi học hỏi rồi tự nghiên cứu tài liệu trên mạng rồi tự quan sát ghi nhận để có những cái ghi nhận riêng cho mình. Thì sau này mình mới làm cái kinh đó, mình nghĩ lúc đầu thì mình chơi một mình thôi. Mình không phải là không muốn chia sẻ, mà lúc đó là mình không có muốn tương tác nhiều trên mạng xã hội, tại vì nó cũng phức tạp các bạn, nó cũng là dao hai lưỡi đó. Nhưng mà sau này mình nghĩ là nếu mình không, mình thấy là thứ nhất là nhiều anh em có những cái nhận định không có chính xác về cái giống loài này, cho nên là anh em có những cái cách chăm sóc nó không có đúng đó, dẫn đến bé nó không có được khỏe mạnh, anh em không có happy đó. Thì mình muốn mọi người đều happy, kể cả con bé nó cũng happy rồi. Thêm một cái nhức nhối nữa là lừa đảo quá nhiều đó, coi như là lùa gà đó, rồi cố tình chỉ sai, hoặc là vì cái chuyện buôn bán mà coi như là dẫn dắt về gen về giống thì, rồi cách nuôi là đủ thứ vấn đề đó, là nhiều người nó có cái tính gọi là lùa gà quá, lừa đảo quá, cho nên là mình quyết định là mình sẽ làm cái kênh để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, cũng như là những cái kiến thức cơ bản để cho mọi người có thể làm chủ được cái cuộc chơi đó, làm chủ được cái cuộc chơi, có thể ra quyết định tốt, tránh những cái trường hợp mà bị gạt đồ này nọ các thứ, thì sẽ cho cuộc chơi nó vui hơn, anh em đi lâu dài với nhau được hơn. Chứ giờ mà mới vô bị lùa gà, bị mất tiền quan, bị mua nhầm con gen dởm, bị lừa gạt, thì nhiều khi chúng ta sẽ nản đó, chúng ta sẽ bỏ cuộc chơi, thì đó là cái điều rất là đáng tiếc đó. Cho nên là đâu bỏ đâu anh ấy bỏ đó anh em. Đó cho nên là mình mới ra mình làm cái kênh để mình chia sẻ với mọi người. Thì các bạn cũng biết luôn là cái vừa rồi mình cũng có chia sẻ rồi, nói chung là
tạm ngưng cái đề tài về bò sát nữa để mà mình hoàn thành những cái thủ tục. Thì bản thân mình thì cũng buồn, cũng coi như là hơi bị sốc, nhưng mà mình mau chóng lấy lại cái tinh thần. Sau đó là mình phải nói là mình phải thích nghi, mình phải phải thích nghi, phải phải vượt qua cái giai đoạn này để tiếp tục quay trở lại với cái công việc mà mình yêu thích và mà cũng có thể nói là mình giỏi nhất, có thể giúp được các bạn hiểu rõ hơn. Thì cái đề tài về bò sát đó là cũng cái mà mang mình đến với mọi người, mọi người cũng muốn nghe những cái thông tin này nhất đó. Nhưng mà giờ hoàn cảnh nó vô vậy thì chúng ta phải linh động đó, chứ không lẽ giờ chúng ta off game luôn đó. Cho nên là cái kênh của mình lúc đầu á, mình mở kênh thì mình không có nghĩ là mình sẽ đi review, nhưng mà bây giờ cái đề tài chính á, thì không được, chưa được phép, chưa có thuận tiện để mà chia sẻ. Cho nên là để vượt qua cái giai đoạn này đó, thì mình mới nghĩ đến chuyện là mình sẽ đi review trong cái giai đoạn này. Nhưng mà nó cũng hay lắm các bạn, chứ không có dở ha. Nhờ đi review mà mình sẽ kết nối được rất là nhiều anh em có cùng chung một cái chí hướng, một cái tâm huyết cho cái ngành xuyên vật cảnh, có những cái hướng đi nó đúng đắn, nó có chiều sâu, nó lâu dài, nó có ý nghĩa đó. Và mình tìm hiểu thêm được nhiều cái đặc tính của từng cái giống loài khác nhau, hiểu hơn về cái cách vận hành, cái cơ cấu hoạt động được các thứ, nói chung là rất là nhiều thứ đó. Thì giống như mình có chia sẻ với các bạn, khi mình chia sẻ về bò sát, về igu á, thì giống như là mình được ôn lại những điều mà mình nó cũng ok á, khi mà có nghĩa là khi mà mình chia sẻ lại cho các bạn á, thì bản thân mình cũng sẽ ôn lại những cái điều mà mình đã biết. Thì khi mình ôn lại như vậy á, có thể mình sẽ hiểu sâu vấn đề hơn một chút nữa, thì nó cũng có cái hay đó. Nhưng mà đi chia sẻ về những cái con bé khác đồ này nọ thứ á, thì nó cũng hay nữa, là mình sẽ hiểu thêm về những cái giống loài khác. À, thì cái sự hiểu biết của mình nó ngày càng tốt hơn, nhiều hơn. Thì có một cái vấn đề thế này, thì như các bạn biết á, mình đi tới shop này shop kia về cá, về thủy sinh, rồi cá biển, về chó, về này về nọ để mình review á, thì cái công việc review là mình sẽ cung cấp cái thông tin cũng như là cái hình ảnh để cho các bạn khán giả, các bạn ở xa cái shop đó, các bạn ở muốn bắt đầu cuộc chơi, muốn bắt đầu chơi nhưng mà không muốn bắt đầu từ đâu, không biết bắt đầu từ đâu hoặc là nơi nào, thông tin nào để tìm thì mình đi review á, mình sẽ cung cấp những cái thông tin đó, hình ảnh đó đó. Thì bữa mình cũng có đọc comment ở trên trong YouTube á, có clip mình chia sẻ, thì các bạn nói là rất là thích cái cách chia sẻ chuyên sâu của mình, nhưng mà mong anh hãy chọn lựa những cái shop để mà không có lùa gà này nọ các thứ, có thể là cái shop đó báo giá nó hơi cao đồ này nọ. Nhưng mà mình có cái điều này thì rất là cảm ơn anh em đã coi clip. Thì anh em coi clip xong rồi thì anh em mới góp ý được đó. Thì mình thứ nhất là mình sẽ rất cảm ơn anh em đã góp ý cho mình ha. Tuy nhiên á, mình nghĩ như thế này nè, mỗi một cái shop á, khi mà người ta mở cửa ra kinh doanh á, mà không phải là người ta mở cửa 1-2 tháng mà người ta gỡ cửa hàng năm rồi, thấy không, nhiều năm rồi, người ta có cái nhiều khách hàng rồi, người ta đã tồn tại hàng năm và có nhiều khách hàng, phục vụ được nhiều khách hàng rồi đó, thì chứng tỏ là người ta cũng phải có cái nội tại, cái nội lực của người ta đó. Thì mỗi một cái cửa hàng sẽ có một cái phương thức kinh doanh riêng, có một cái chế độ dịch vụ riêng và có một cái cam kết với khách hàng riêng. Cho nên á, cái chuyện giá cả đó thì mình không có can thiệp được đó. Thì mình nghĩ á, ai mà mở cửa ra kinh doanh á, mà chương cái nem á, ví dụ như mà gọi là cò bọng bán trên mạng á, mua đứt bán đoạn á, thì người ta dễ dãi hơn, có nghĩa là người ta tại vì bán xong là chạy mà, đứt đoạn mà, không cần chịu trách nhiệm gì nữa, thì người ta có thể làm ẩu. Còn ví dụ như ai mà đã mở cửa ra kinh doanh
ta trưng cái name của người ta lên, đưa cái thương hiệu của người ta lên, thì ai cũng phải giữ uy tín cả. Nếu mà muốn làm ăn lâu dài đó là ai cũng phải giữ uy tín cả, ai cũng phải xây dựng cái thương hiệu cho mình và phải gìn giữ nữa. Sau khi mà có được thương hiệu, được khách hàng người ta tin dùng rồi á, là mình phải giữ cái thương hiệu đó nữa, chứ đâu phải là có thương hiệu xong rồi là mình làm hủ làm tả được, đúng không? Cho nên á là với tư cách là một người bạn, một người anh em tới thăm cái shop của một cái shop nào đó, thì bản thân mình á là thứ nhất là tạm gọi lắm như mình đóng vai newbie luôn. Mình sẽ tới tham quan chơi, cố gắng đặt thật là nhiều cái câu hỏi để cho cái những cái bạn chủ shop đó có cơ hội để chia sẻ về những cái sản phẩm cũng như là về những cái dịch vụ của shop đó. Đồng thời là khán giả cũng như là những người coi, anh em newbie có thể nghe được cái câu trả lời đó và sẽ hiểu thêm về cái dòng vest mình muốn chơi, và những cái dịch vụ mà cửa hàng có thể cung cấp cũng như là cách chăm sóc, chuồng nuôi, kỹ thuật, tất cả mọi thứ. Thì trong cái khả năng hiểu biết của mình cố gắng mình vận dụng để đặt thật nhiều câu hỏi, kể cả những câu hỏi khó, trừ những cái câu hỏi mà mang tính nhạy cảm hoặc là mang tính gọi là so sánh giữa cái shop này với shop kia thì mình né đi. Nói chung là mình tập trung vô cái vấn đề chuyên môn đó, chuyên môn là chính, với lại cái câu chuyện mà tâm tình giữa hai người bạn với nhau về nghề, về cuộc sống này nọ các thứ đó, về những cái quyết định đó, thì mình sẽ tập trung vô cái chuyện đó. Thì theo mình á, cái sản phẩm á, hay mọi người hay nói là bữa bạn đó mới nhắn tin là shop này kêu giá mắc quá, anh em newbie vô thấy là chạy quay đầu, rồi lùa gà đồ này nọ thứ. Thì cảm ơn bạn đã góp ý, anh em đã góp ý, nhưng mà theo mình thì nó cũng không có đúng lắm. Tại vì cái sản phẩm có thể thì shop nào cũng sẽ giống shop nào các bạn ha. Tại vì sản phẩm do một cái nhà sản xuất, người ta sản xuất ra thì anh em có thể lấy về bán lại thì cái sản phẩm là nó giống. Tuy nhiên á, cái chất lượng dịch vụ nó sẽ quyết định nhiều lắm, đúng không? Ví dụ anh em bán cái sản phẩm đó mà anh em bán 1 đồng mà dịch vụ anh em kém, thì với mình nha, mình vẫn gọi một người khác, người ta bán cái đó 2 đồng nhưng mà dịch vụ người ta tốt, khi có trục trặc, khi có cần cái gì á, hú một cái là người ta tới, người ta hỗ trợ, hoặc là đồ bị hư, đồ này nọ không có đúng như là thỏa thuận mua bán á, thì người ta đổi cái mới cho mình. Thì bản thân mình với cái gu mua hàng của mình không có thích phải đôi co cãi lộn, hoặc là lúc nào mình cũng không có muốn những cái chuyện nhỏ nhặt nó làm phiền tới cái cảm xúc của mình, các bạn thấy không? Thì mình cũng chọn cái người 2 đồng, tại vì người ta uy tín, người ta làm một cái thương hiệu ra người ta phải gìn giữ đó, người ta chấp nhận những cái rủi ro khi mà có những cái chuyện nó không mong muốn xảy ra trong cái vấn đề kinh doanh, thì người ta chấp nhận cái phần thiệt thòi về mình để người ta bảo vệ cái quyền lợi cho cái người khách. Thì mình, bản thân mình nếu mà làm kinh doanh mình cũng sẽ làm theo cái kiểu đó. Mình sẽ không có cạnh tranh về giá, mình sẽ không có đưa cho khách hàng một cái giá rẻ thiệt rẻ, xong rồi sau đó thì khách hàng tự bơi. Đối với mình là mình không kinh doanh kiểu đó. Mình cũng nổi tiếng là bán mắc mà đó, mình cũng nổi tiếng là bán mắc, một trong những người bán mắc nhất thị trường. Nhưng mà bên cạnh đó thì về mặt tư vấn, về mặt trách nhiệm, về mặt uy tín, tất cả mọi cái là mình cố gắng đảm bảo tốt nhất cho khách hàng. Có những cái kèo nào mà xui mà phải lỗ thì mình cũng chấp nhận lỗ luôn, các bạn làm ăn thì có lời có lỗ. Cái đó là cái uy tín, cái cam kết của khách hàng dành cho mình ha. Và đó là cái niềm tin mà khách hàng đã đặt cho mình. Các bạn biết là bất kỳ thời buổi bây giờ càng ngày càng khó kinh doanh, bất kỳ một cái ngành nghề nào bây giờ á, cũng rất là nhiều người vô để mà gọi là tranh đấu ở trong đó ha, cuộc sống mưu sinh. Ngành nghề nào bây giờ cũng quá trời người luôn,
Cho nên á, cái chuyện mà chúng ta phải giữ cái uy tín của mình đó, và cái khách hàng người ta chọn mình á, là một cái, cũng là một cái gì đó hãnh diện. Tại sao giữa hàng ngàn cái nơi cung cấp dịch vụ giống mình như vậy, sản phẩm giống mình như vậy mà người ta vẫn chọn mình, thì đó là do cái uy tín của mình mang lại, đó là cái giá trị mà không có cân đong đo đếm được rồi. Chưa kể là tiếng lành đồn xa, thấy không? Một người khách đó người ta làm người ta thấy hài lòng quá, người ta giới thiệu một người khách khác cho mình nữa, thì đó là những cái giá trị mà rất là lớn mà không có đong đo đếm được. Cho nên ấy, quan niệm của mình đó, một cái shop á, mà nó có báo giá nó cao hơn những chỗ khác thì đó là cái điều bình thường. Quan trọng là cái dịch vụ người ta cung cấp, cái cam kết của người ta với khách hàng nó có chuẩn hay không, và quan trọng nhất là cái người khách hàng á, người ta có hài lòng hay không đó. Ví dụ như người ta mua mình mắc hơn thị trường, thậm chí gấp đôi gấp ba luôn cũng có nữa, nhưng mà cái người khách của mình người ta hài lòng, tại vì người ta hài lòng về cái bộ gen người ta, cái bộ gen này chính xác, không có phí thời gian của người ta, thấy không? Cứ còn nhiều khi mua trôi nổi thị trường thì nó rẻ hơn 1/3 luôn, 2/3 luôn, rẻ hơn rất là nhiều đó. Nhưng mà ví dụ như về nuôi 2-3 năm sau rồi rẻ ra không ra con gì hết trơn, nó chết quớt à đó, thì nó phí thời gian của người ta ha. Cái thứ hai nữa là khi người ta có trục trặc gì đó thì mình hỗ trợ nó tới nơi tới chốn. Nếu mà gì đó thì mình sẵn sàng đổi trả luôn. Nói chung là khách hàng đã bỏ tiền ra rồi thì người ta không nên bị bất kỳ một cái rủi ro nào nữa các bạn. Đó là quan điểm của mình. Có nhiều người buôn bán là coi như lấy tiền của khách xong là trở mặt liền, cho nên bản thân mình cũng bị dính. Lúc này nọ ngon lắm, tới lúc đụng chuyện cái là đầu kiếm chuyện đổ thừa liền. Nhưng mà theo mình thì những cái đó rất là dở, rất là dở luôn. Đó, thì nếu như cái uy tín là cái có những cái giá trị vô hình không đong đo đếm được, thì cái sự mất uy tín đó, nó cũng lan tỏa, phải nói là khủng khiếp luôn các bạn. Các bạn mất uy tín rồi sau này khó ai tìm tới các bạn. Các bạn gạt đường tăng lần. Thì quay trở lại thì theo mình cái chuyện là giá mắc giá rẻ nó tùy thuộc vào cái chất lượng dịch vụ nữa các bạn. Thì sản phẩm thì có thể shop nào cũng có hết trơn, giống nhau, chung nhà sản xuất luôn, nói chung là giống nhau hết. Nhưng mà một bên bán 1 đồng, một bên bán 2 đồng thì cái khác biệt nó nằm ở cái chất lượng dịch vụ và cái cam kết đối với khách hàng, những cái cam kết đó. Thì mình cũng quen biết nhiều anh em kinh doanh theo cái hướng này, có nghĩa là người ta chăm sóc khách hàng rất là tốt và có những cái cam kết rất là rõ ràng, rất là uy tín ha. Chứ không phải là người ta lùa gà. Thì cái mà cái giá trị của cái dịch vụ và những cái chất xám cam kết do những cái phương thức kinh doanh này nọ thì cái đó mới đem đến tiền các bạn. Chứ còn cái sản phẩm mà có nhà sản xuất rồi chúng ta đem về chúng ta bán á, thì giống như là nó có một cái mặt bằng giá chung rồi. Chúng ta cạnh tranh về giá thì chẳng qua chúng ta bóp nghẹt cái lợi nhuận của chúng ta thôi. Thì cái cách mà cạnh tranh về giá nó sẽ không có bền vững, mà nó sẽ đi tới một cái lúc nào đó thì tất cả đều gãy. Thằng nào vốn mạnh hơn thì nó trụ lâu hơn thôi, nhưng mà lúc trụ đó thì nó cũng gọi là cũng sức tàn lực kiệt rồi đó. Cho nên là cái cách cạnh tranh về giá mà cái cách này là mình ở Việt Nam, mình nói Việt Nam đây, đặc trưng người Việt Nam này hơi nhiều ha. Cứ bên này bán đồng bên kia tăng 8 xu, bên này tăng 8 xu bên kia bán 6 xu, thì nó cứ vậy hoài. Cái người bán ngày càng lỗ. Có một góc nhìn nói là giá rẻ thì tốt, càng rẻ càng tốt, nhưng mà chưa hẳn là tốt. Tại vì nó sẽ làm cho tất cả mọi ngày nó càng đi xuống hết. Khi mà các bạn lợi nhuận thấp quá thì các bạn đâu có muốn chăm chút cho cái sản phẩm của các bạn. Nhiều khi mở miệng giới thiệu các bạn còn không thèm mở miệng nữa. Đó. Còn cái chỗ mà người ta tôn trọng cái sản phẩm của người ta, cái chất xám của người ta, cái công sức của người ta ha, cái uy tín của người ta, thì cái chuyện người ta bán hơi mắc hơn chỗ khác là bình thường. Ví dụ như trong vấn đề thủy sinh kia đi, cái cây, cái máy bơm, cái ống nước, cái máy lọc, cái đèn, cái gì này nọ có thể người ta bán mắc hơn, nhưng mà cái chất lượng dịch vụ của người ta cao hơn, đúng không? Khi bạn có trục trặc gì đó, người ta hỗ trợ các bạn cho nó vô lại cái guồng ha, cho nó hoạt động tốt đàng hoàng. Nếu mà các bạn bị sản phẩm đó mà bị hư hao hay gì lỗi liếc gì này nọ, người ta sẵn sàng đổi trả cho các bạn, đổi trả để cho các bạn hài lòng, đúng không?
thì cái chuyện mà người ta bán mắc hơn là cái chuyện bình thường, cái chuyện này rất là bình thường luôn. Cái giá trị thương hiệu các bạn ha, cái giá trị ví dụ như trong ngành bếp, nói về giá trị thương hiệu ai cũng hiểu rồi đúng không? Một cái túi LV hay cái gì á thì cái chất lượng nó mai hay da gì đó, mà thời bây giờ các bạn, thời bây giờ là tới cái thời mà đồ giả còn chất lượng hơn là đồ thiệt nữa, chẳng qua là thua về mặt thương hiệu thôi ha. Cho nên á, cái chuyện mà cái sản phẩm nó tốt á, là cái chẳng sản phẩm nó này nọ thì nó cũng bình thường thôi. Quan trọng là cái dịch vụ mà chúng ta cung cấp, cam kết với khách hàng và cái giá trị cái thương hiệu á, nó mang lại á, nó là cái điều tiên quyết đó, nó phân biệt giữa các hai cái đẳng khác nhau đúng không? Thì cái đó mới là cái quan trọng. Thì bạn đó nói là shop này bán mắc quá, lùa gà đồ này nọ thứ, thì mình cảm ơn bạn đã góp ý, nhưng mà mình cũng không có đồng ý với là cái quan điểm này lắm. Bạn có quyền bán mắc hơn người ta, nhưng mà quan trọng là cái khách hàng của bạn có hài lòng hay không. Người ta bỏ ra số tiền lớn nhưng mà người ta cảm thấy hài lòng tuyệt đối, và người ta sẵn sàng giới thiệu khách tới cho bạn nữa, phải không? Tại vì người ta hài lòng quá. Chứ vấn đề nó, một số người thì vấn đề là tiền. Ok, tôi sẽ đi dò hỏi các nơi chỗ nào rẻ nhất tôi làm. Nhưng mà có những người á, người ta tiền nó cũng không có phải là quan trọng lắm. Cái người ta cần là sự hài lòng. Ví dụ như mình đi, mình á, sẵn sàng mua mắc hơn người khác, nhưng mà mình muốn hài lòng, mình không muốn bực bội, mình không muốn nữa. Alo em ơi, sao bữa anh mua cái đèn của em mà giờ nó không cháy, bắt đầu đổ thừa, tại này tại kia bị nọ tùm lum tà la vấn đề, là tự nhiên trong lòng mình thấy bực bội khó chịu rồi mình không vui, hết vui rồi. Mà cuộc sống này cần gì? Cần vui, vui thôi ha, vui thì mới sống nó yêu đời rồi này nọ thứ. Còn ngoài cái chuyện mà bị gạt mất tiền chỗ đó, cảm thấy mình bực nó bị gạt nó chơi trắng trợn luôn vậy, rất là khó chịu đó. Thì như mình á là mình chấp nhận mua mắc hơn người ta, nhưng mà cái dịch vụ nó phải cho tốt. Anh tư vấn tôi là phải chuẩn ha, có vấn đề gì đó anh phải chịu trách nhiệm. Nếu mà vấn đề khách quan thì tôi với anh chia sẻ, thì đâu đó nó phải rõ ràng như vậy nó sẽ hài lòng khách hơn, chứ không phải là kiểu mà mua xong ấy, có chuyện cái đầu đổ thừa, nói chuyện ở đầu bú láo ba gai ra thì nó rất là dở. Tại vì một lần chứ không được lần hai đâu, rồi người ta sẽ đi kể với lại người khác nữa đó, chứ không phải là vậy không. Người ta kể với người khác cái nem của bạn nó bị xấu đi đó, sau này các bạn làm ăn mọi cái nó sẽ cũng không có thuận lợi đó. Thì ví dụ như thủy sinh đi, cái đèn cái đốm này nọ cái thứ, ok người ta có thể bán mắc hơn đó. Mặc dù mắc hay không mắc là mình không biết nha, tại vì mình á, các bạn biết là mình đi review thì có những người anh em á, là mình mới gặp lần đầu luôn, mình hỏi thăm anh em trong giới này giới kia, ai chơi dòng này ai chơi dòng kia, người ta kết nối anh em nhắn tin với nhau, hẹn nhau cái ngày rồi tới là coi như là mới gặp ngày đầu luôn đó, bắt tay rồi tâm sự một hai câu là vô quay luôn á, chứ cũng không có kịch bản gì trước đâu. Thì giống như là các bạn nói là chỗ đó bán mắc hơn đồ này nọ các thứ, rồi lùa những anh em newbie đồ này nọ, thì có thể là cái người ta bán mắc hơn thiệt, nhưng mà cái dịch vụ người ta tốt hơn, cam kết người ta tốt hơn, hoặc là giống như người ta đi xây cái setup một cái layout, một cái hồ thủy sinh cho khách đi, thì cái tầm nó cũng phải khác chứ bạn. Một người mà người ta có nhiều kinh nghiệm, người ta có kinh nghiệm về thiết kế rồi người ta làm lâu năm rồi, người ta set up ra những cái hồ nó đẹp, thấy không, làm cái layout nó có hồn đó, nó đúng kỹ thuật mọi thứ rồi, nó đều ngon lành hết, vô là fit với nhau hết rồi, nó đẹp nhìn nó có hồn. Quan trọng là thủy sinh thì nó giống như một cái tác phẩm nghệ thuật thôi, người ta làm như một cái nghệ nhân thì nhìn vô nó có hồn thì cái giá trị nó phải khác đó. Thì cái sự chênh lệch giữa có hồn và không có hồn đôi khi nó mong manh lắm, nhưng mà cái giá trị nó rất là cách biệt, thấy không, có nghĩa là từ giỏi lên xuất sắc á, thì nó ít thôi đó, khoảng cách nó ít thôi, nhưng mà từ giỏi lên xuất sắc á, là một cái gì đó nó rất là rộng, mặc dù là nó chênh lệch có chút xíu đó, thì càng lên cao thì cái tầm mà hơn nhau nó càng ngắn lại, càng nhỏ lại, thì cái chuyện này nó cũng bình thường các bạn, đúng không? Bạn lên tầm nghệ nhân rồi, các bạn
lấy tiền nhiêu không được, lúc đó tiền bạc nó không thực sự quan trọng. Thì đó là cái điều mình muốn nói với anh em. Mỗi một cái shop người ta trương ra cái nem người ta làm ăn á, là người ta phải gọi là xây dựng cái nem đó, sau đó người ta phải duy trì nó, phải bảo quản nó, bảo vệ nó đó, tại vì đó là cái chuyện lâu dài, chuyện làm ăn lâu dài, chứ đâu phải là ăn xong rồi chạy đâu, ăn xong rồi chạy thì sao cũng được hết trơn đó. Rồi cũng không phải là như bạn nói, nhiều khi mình nghe mình cũng buồn, giống như là bắt phen với nhau, thỏa thuận với nhau để mà lùa gà, không có. Như mình đã nói là có những anh em mình mới gặp lần đầu luôn, rồi vô ngồi nói chuyện hai câu á là bắt đầu quay luôn. Tại vì anh em á, mấy anh em mà chung cái quan điểm nhau, vừa gặp nhau là tay bắt mặt mừng, ngồi nói chuyện đã lắm. Nhưng mà mình á, là mình chỉ nói hai ba câu chào hỏi xong mình nói thôi vô luôn đi em. Tại vì mình giữ cái lửa. Khi người ta thứ nhất là các anh em á, coi cái kênh của mình á, thì cũng biết là mình đi chia sẻ, rồi cái lửa của mình nó cũng mạnh. Thì cho nên là anh em trước khi gặp là anh em cũng lửa rất là mạnh, có nhiều điều muốn tâm sự, muốn chia sẻ. Thì vừa gặp là nói đã lắm, thì mình nói khoan, để anh bật máy lên, rồi mình chia sẻ luôn, để giữ nguyên cái lửa này cho cái người xem người ta cảm nhận được đó. Cho nên là mọi thứ nó không hề có kịch bản, nó cũng không hề có kịch bản luôn đó. Mà vô là mình sẽ sử dụng cái sự hiểu biết nhất định của mình. À, thì giống loài nào nó cũng sẽ có những cái môi trường sống nè, những cái điều kiện cần thiết nè, rồi dinh dưỡng nè, chăm sóc như thế nào nè, rồi cách chơi như thế nào nè, nhận biết thế nào đẹp xấu nè, đó là những cái điều cơ bản của một cái giống loài để mà chúng ta chơi. Thì mình sẽ hỏi sau những cái câu hỏi cơ bản đó là bắt đầu mình đi sâu vô về mặt kinh nghiệm, hướng xử lý. Rồi sâu hơn nữa là mình nói là những cái kỷ niệm, rồi những cái cuộc chơi, cuộc gọi là triển lãm đồ các này nặt nọ đó, những cái ngóc ngách đồ, mình dùng cái khả năng đặt câu hỏi của mình để mà mình hỏi anh em chủ shop, để thứ nhất là anh em có cơ hội chia sẻ về những cái cảm nhận của mình về nghề, về cuộc sống đó, và những cái kỷ niệm buồn vui khi mà anh em bước chân vô nghề đó. Rất là nhiều cái như vậy đó, thì anh em cũng rất là lửa ha, đi gặp những anh em chia sẻ, anh em rất là lửa, rất là nhiệt tình. Nhiều khi mình nói chuyện với anh em, hai anh em nói chuyện xong nhìn đồng hồ lại, nhiều khi nói hai ba tiếng đồng hồ mà vẫn phải nói, nhưng mà tại đói bụng với khát nước quá cho nên là quên hết thời gian luôn, phê quá, vui quá, sướng quá, quên hết thời gian luôn đó. Cho nên là các bạn có thể yên tâm là nếu mà mình có đi review á, là không có kịch bản trước ha. Lúc đó mình nghĩ cái gì mình hỏi cái đó, mình đóng vai như là một người newbie đi mua đồ, muốn tham gia vào cuộc chơi, có bất kỳ những cái thắc mắc nào mình cũng sẽ hỏi, để cho khán giả, những anh em newbie đó, người ta có cái góc nhìn nó chính xác hơn, tường tận hơn, để người ta vô người ta không bị bỡ ngỡ, hoặc là không có bị gạt, không bị lùa đó. Cho nên là anh em có thể yên tâm là mình không có thỏa thuận trước gì với bê shop hay là cái gì đó, thậm chí là kịch bản cũng không có luôn. Nhiều shop hỏi ủa lên nói gì anh, không có nói kịch bản gì hả, nói, để em biết em chuẩn bị chứ vô nói tầm bậy ta cười chết. Nói không, em cứ thoải mái, anh là giống như là một người khách tới coi, rồi anh thấy dòng nào đẹp thì anh hỏi, rồi em cứ chia sẻ về nó đó, rồi anh muốn hỏi gì nữa thì anh hỏi, rồi em cứ trả lời thôi đó. Như vậy thì nó chân thật hơn đó, và khách hàng người ta coi người ta cảm nhận nó chính xác hơn, người ta trời nó chứ các bạn. Con người mình nhạy cảm lắm, cái nào mà giả cái nào thật là mình biết liền đó, mình biết liền đúng không. Mình coi mặc dù là mình có thể là mình không nói đây là phân tích về cái này giả hay là gì, mà mình nói về cái cảm nhận, cái giác quan của con người nó cũng hay lắm, nhạy cảm lắm. Ví dụ như mình nói chuyện với người đó, mình cảm giác người ta thật hay không thật, mặc dù là thật hay không thật ở chỗ nào á, có thể là mình không biết, nhưng mà mình cứ cảm giác nó thật hay không thật. Chính vì vậy á, cái cách làm clip của mình á, là cứ tự nhiên nhất có thể. Anh em cứ không có cần bàn luận bàn thảo gì trước cả,
À, mình cứ đi, vừa đi vừa trò chuyện vừa tâm sự. Với kinh nghiệm chơi bét mấy chục năm của mình, nhiều giống loài khác nhau thì ok, mình sẽ hỏi. Đó, chỉ là mình né ra những cái câu hỏi nhạy cảm nó liên quan giữa shop này với shop kia, để cho nhiều khi nó anh em mình đặt những cái câu hỏi đó, thì nếu mà đi review những câu hỏi đó, người ta gọi là câu hỏi vô duyên, nó sẽ vô tình nó sẽ khuấy lên những cái bất đồng giữa các shop. Thì các bạn biết là giữa các shop thì mỗi shop có một cái cách kinh doanh, một cái đường lối, một cái định hướng khác nhau. Đó, thì khi mình tới shop nào thì mình tìm hiểu cái đầu tiên là cái con đường bước vô nghề của chủ shop nè. À, định hướng kinh doanh của người ta là gì, điểm mạnh của shop là gì. À, nói chung là về mặt sản phẩm và dịch vụ mình sẽ hỏi, và anh em thấy mình sẽ hay hỏi về cái đó, gọi là bước ngoặt nào để cho anh bạn chủ shop đó dành hẳn thời gian cho cái đam mê này, rồi chia sẻ tới những khách hàng của mình như thế nào, những người cùng đam mê như thế nào, đã cống hiến được gì rồi đó, và có những kỷ niệm vui buồn như thế nào. Tính cách của cái người chủ mình cũng khai thác đó, để cho sao, tại anh em newbie á, người ta khi mà người ta mua sắm á, người ta coi á, người ta sẽ có cái nhìn chân thật về cái shop đó, về cái chủ shop đó. Thì các bạn mua đồ, bản thân mình cũng vậy, mua đồ mà cũng phải chọn mặt chủ shop chứ các bạn, đúng không? Chủ shop nào mà hiểu biết rộng nè, rồi tính tình kỹ lưỡng chu đáo, cái đó là cái sau, cái đó là sau này ha. Nhưng mà về cơ bản cái gọi là cái giao diện ban đầu nó phải tươi, nó phải vui đó, thì mình sẽ chọn người đó để mà mình mua sắm, tại vì nó cũng vui hơn, người ta phục vụ mình tốt hơn, nói chuyện cũng vui, hài hước hơn, đúng không? Thì anh em sẽ thấy là mình hay trò chuyện nhiều về thứ nhất là về sản phẩm và dịch vụ, thì mình không nói là chắc chắn shop nào mình cũng sẽ có, nhưng mà mình hay trò chuyện về với tư cách là cá nhân để mình khai thác cái tính cách của cái người chủ đó. Đó, để cho anh em newbie khán giả coi, người ta cũng hiểu luôn cái người chủ đó như thế nào, rồi đến lúc mà người ta quyết định mua sắm á, người ta sẽ chọn những cái người có tính cách phù hợp với người ta, đúng không? Chứ còn đâu phải mua sắm ghé ai cũng mua đâu, có những người, người thật sự mà nói các bạn, trong nhiều khi mình mua món đồ đó, mình muốn mua món đồ đó, mình tới 2-3 shop người ta không có, tới cái shop thứ 3 nó có, nhưng mà cái người chủ đó nói chuyện nghe khó nghe quá, hạnh kiểm thấy không được tốt, thấy không có được vui vẻ, thì mình cũng mua luôn về, tại không ưa. Thì cái đó về mặt cảm xúc đó, thì mình kể vậy, mình nói vậy để các bạn có hiểu là mình hay khai thác về cái tính cách của người chủ nữa, để cho các bạn cũng hiểu rõ sau này các bạn ok thấy thấy anh Na này, bữa anh tư vấn nhiệt tình nè, coi clip anh Nam thấy anh tư vấn nhiệt tình mà anh dễ thương vui vẻ nữa, chắc là ok đó. Ừ, người ta quyết định ta mua. À, thấy anh B này, ảnh có vẻ thụ động quá, hoặc ảnh có vẻ ảnh mặt ảnh khó chịu quá, cho nên là thôi không mua ảnh. Thì cái chuyện đó có, thấy không? Thì các bạn sẽ thấy là trong clip mình á, là mình sẽ hay hỏi về những chuyện ngày xưa, ngày xưa, cái định hướng tương lai, để coi coi cái anh em đó đó là người ta có cái tâm huyết gì với nghề hay không, có những cái đường hướng nào giúp cho phong trào nó phát triển không, hỗ trợ cho cộng đồng nào không, hay là chỉ đơn thuần là một người mua bán đó. Thật sự mấy cái này là mình cũng chia sẻ, thật sự nó là như vậy. Khi mình đi thì mình rất tìm hiểu, rất muốn tìm hiểu cái này, tại vì bản thân mình cũng xuất phát từ một cái người chơi đam mê, sau đó mình mới từng bước lên thành cái người chia sẻ đó, xong rồi bây giờ mình có đi review luôn. Thì đó, thì mình nói vậy. Thì nhiều anh em nói là anh nên quay lại với bò sát thôi anh ơi, mấy cái này dạo lâu lâu thì tất nhiên là mình cũng muốn, mình cũng muốn quay lại với cái chính của mình ha. Nhưng mà mình cũng muốn mở rộng cái sự hiểu biết của mình đó, mở rộng cái mối quan hệ của mình, kết nối với nhiều anh em trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thì sau này nếu có hỗ trợ được cái gì đó thì chúng ta sẽ hỗ trợ tốt với nhau hơn ha. Thì mình thì nói gì nói các bạn, khi mà các bạn coi những clip của mình á, thì mình vừa chia sẻ, mình sẽ giới thiệu về mặt sản phẩm, giới thiệu về mặt dịch vụ, giới thiệu về mặt cửa hàng có những cái điểm mạnh gì đó, dịch vụ gì mạnh hơn chỗ khác,
rồi giới thiệu về tính cách của cái người chủ shop, về những cái bước ngoặt, những cái định hướng tương lai, để cho các bạn có đầy đủ cái thông tin để chúng ta dễ ra quyết định hơn, hiểu rõ vấn đề hơn, tránh những cái rủi ro. Nhưng mà khi mà các bạn quyết định thực hiện một cái giao dịch nào đó, các bạn cũng phải có cái sự thỏa thuận nó rõ ràng, đúng không? Thỏa thuận nó rõ ràng, tìm hiểu cho kỹ thông tin. Chứ chúng ta không nên đặt niềm tin hết vô cái người ta. Có nhiều người, người ta thời bây giờ người ta nói là hãy mua sắm thông minh, hãy là người mua hàng thông minh. Người không mua hàng thông minh là phải biết tìm hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ ha, rồi chọn lọc cái nơi mua đó. Chứ còn bây giờ lừa đảo rất là nhiều đó, thì chúng ta phải chọn lọc được cái nơi mua hàng cho nó chính xác thì chúng ta mới thông minh, thì chúng ta cái đồng tiền chúng ta nó bỏ ra là nó sẽ được hưởng lại những cái sản phẩm và dịch vụ nó xứng đáng đó. Thì mặc dù là mình tới mình chia sẻ, mình hỏi thăm những cái đó, nhưng mà khi các bạn quyết định xuống tiền để mua thì các bạn vẫn phải tìm hiểu, tại vì tiền đó là tiền của các bạn mà, đúng không? Đó, thì lúc đó các bạn sẽ ok hơn, chứ không phải là mình cũng ngại, mình cũng đôi khi mình cũng sợ nhiều khi á anh em mua xong rồi anh em bị vấn đề đó, anh em nói mình thì cũng ngại, nhưng mà thật sự nó không phải lỗi của mình. Trên phương diện đó là shop, anh em tới, anh em có những cái sản phẩm này, dịch vụ này, có những cái đam mê này, có những cái kiến thức này anh em muốn chia sẻ, thì mình đi cũng rất là nhiều tương đối nhiều rồi, nhưng mà chẳng chưa đâu vô đâu. Chỗ anh em thì mình thấy có điều như thế này, có những anh em thì về cái nghề thì khá là tốt, cứng, nhưng mà anh em bị yếu về mặt truyền thông, anh em bị mắc cỡ, ngại chia sẻ ở trên. Tất nhiên là khách hàng, cái này thì cái này căn bệnh này là ai đa số cũng bị. Khách hàng tới mà ngồi nói chuyện trực tiếp là anh em chơi vô tư, anh em bấm coi như là nói chuyện mấy tiếng đồng hồ vẫn ok luôn, rất là thoải mái, chu đáo luôn. Tuy nhiên là khi mà nói chuyện với máy quay đồ này nọ thì anh em bị mắc cỡ đó, đâm ra là cái khả năng về truyền thông của anh em nó không được tốt, chia sẻ anh em không được tốt. Thì khi mà mình đi quay á thì vừa có hình ảnh lên YouTube để cho mọi người cùng coi, ở xa cùng coi, mà anh em được nói chuyện trực tiếp với một người thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều các bạn. Thật sự mình nói giống như mình nè, mình đang ngồi mình nhìn vô cái máy mình nói chuyện á, thì phải thời gian gần đây mình mới quen được, chứ thời gian đầu là ngại lắm, nhìn vô cái máy quay mình nói chuyện thì như khùng á. Đó thì mình phát hiện là có những anh em rất là giỏi nghề nhưng mà lại yếu truyền thông, thì cái truyền thông nó rất là quan trọng. Cái truyền thông là nó giống như một cái chiếc thuyền, một cái cầu để kết nối giữa cái người bán với người mua đó. Thì anh em cũng rất là vui vẻ, nhiệt tình đó, thì đó là những điều mà trong quá trình mình đi quay đó, mình thấy rất là hay đó. Thì mình quay xong rồi thì sau khi mà khán giả coi clip của mình xong đó, thì người ta nhắn tin anh ơi cho em số điện thoại của anh này, em muốn tìm gà, em muốn tìm cá, em muốn làm cái hồ, em muốn tìm cá biển, san hô, tùm lum tà la. Thì mình có giới thiệu lại cho gửi cái luồng file Facebook trên cho các bạn khách hàng của cái chủ shop, cho bạn khách hàng, thì hai bên bắt đầu kết nối với nhau, thì bắt đầu mà gọi là thỏa thuận mua bán với nhau, thành công cũng tương đối nhiều. Thì đó là cái lọc của cái shop, bản thân mình cũng rất là vui. Rồi cái người khán giả, có những người người ta ở xa, vị trí địa lý không cho phép. Cái thứ hai nữa là người ta cũng không có cái nguồn để người ta tìm hiểu thông tin. Thì qua cái kênh của mình người ta cũng hiểu, tìm hiểu được cái con đó như thế nào, rồi giá trị nó ra làm sao, để người ta có cái sự chuẩn bị về tài chính, người ta rất là muốn rước. Có nhiều người thấy cái hồ thủy sinh rất là đẹp các bạn, rồi cái hồ cá biển rất là đẹp, muốn làm một hồ trong nhà nhưng mà nhìn nó lung linh quá thì người ta sợ nó vượt quá khả năng của người ta, cho nên là người ta cứ để đó. Nhưng mà sau khi coi clip của mình nói nếu vậy để anh làm một cái, anh ngồi sau khi đi làm về anh ngồi anh ngắm anh thư giãn nó thoải mái. Lúc trước anh tưởng nó mắc lắm, ai ngờ cỡ này cũng chơi được rồi
đó. Các bạn thấy thì mình bản thân mình á, khi mà mình làm giống như mình nói á, ngay từ ban đầu á, là mình không có ý định mình đi review, mình chỉ làm ở cái farm mình thôi, chia sẻ những cái điều mà tận tai mình đã trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm để chia sẻ lại cho các bạn đó. Thì khi mình mới bắt đầu làm review, mình cũng hơi lo lắng là không biết mình có giúp được cho ai không ta, có tạo ra được giá trị gì không ta. Thì đó, sau khi mình làm được một thời gian thì mình cũng mang được khách hàng đến shop, cũng như kết nối được shop với khách hàng, khách hàng buôn bán được cũng có lọc, shop bán hàng được cũng có lọc, còn cái người chơi á, thì người ta cũng kết nối với những nơi mà có thể phục vụ cho cái nhu cầu của người ta. Người ta happy, tất cả các bên đều happy thì bản thân mình cũng happy luôn, cũng vui luôn. Thì cái đó là cái điều mà mình thấy là mình cũng mang lại được giá trị, cũng có ý nghĩa này nọ thì mình vui ha. Còn cái chuyện mà khi mà anh em đi đến cái quyết định mua bán, đưa tiền cho một ai đó, thì cho dù người đó có là ai giới thiệu đi nữa, nhưng mà tiền trong túi mình thì mình phải có trách nhiệm với nó, phải không? Chứ không phải nhiều khi anh em nói coi kênh Nam Ngô xong rồi thấy vậy xong rồi quyết định mua, xong rồi bị thế này thế kia thì mình cũng buồn lắm. Nhưng mà đó, cho nên là mình làm cái clip này để chia sẻ với anh em vậy. Thì mình cũng y như anh em luôn, mình coi như là mới gặp cái người đó lần đầu, chứ không phải là anh em thân thiết nha, không phải là trước đây đã có kết nối với nhau rồi này nọ đó. Ví dụ như mình là bên bò sát thì mình thân ở bên đó, nhưng mà ví dụ như bên cá săn mồi, bên cá biển, bên đồ, thì là có những người thì mình có nghe cái tiếng của người ta trước đây, có những người thì qua người anh em giới thiệu, có những người biết lần đầu luôn, cho nên là không có thỏa thuận, không có lùa gà, không có gì ở đây hết trơn á. Hoàn toàn là mình với tư cách một người đi mua hàng vô tìm hiểu tất cả mọi cái ngóc ngách của cuộc chơi, những sự có thể là những sự thật trần trụi đó, này nọ các thứ, để chia sẻ đến anh em, để cho anh em có cái góc nhìn nó tổng quan, nó chính xác hơn về câu chuyện, về vấn đề, về nghề chơi này này nọ đó. Thì anh em hiểu, anh em phải lấy những cái thông tin mà mình đã cung cấp trên clip cho anh em á, xong rồi anh em mới đi tìm hiểu tiếp. Nó giống như là những cái từ khóa anh em mới tìm hiểu, ví dụ như anh em muốn quyết định chọn cái sản phẩm của shop này này nọ, thì anh em sẽ có thể nhờ người ta tư vấn lại, rồi anh em suy xét coi là nó có chính xác gì không đó, rồi anh em hãy xuống tiền nha đó. Thì làm gì, làm tiền trong túi mình thì mình phải có trách nhiệm với nó, là mình phải biết bảo quản nó, chứ mình không có mình hời hợt á, thì nó cũng không tốt. Hai anh em ha, hãy là người mua hàng thông minh đó. Chứ còn đôi khi mà không phải rẻ là không tốt ha, rẻ nhưng mà dịch vụ tốt thì ok, không lừa đảo thì ok. Còn nếu mà rẻ mà nó sẽ có những cái dịch vụ nó không tốt thì vẽ một hai đồng chẳng có giải quyết được vấn đề cả, chỉ mang tới sự bực bội thôi đó. Thì nói vừa nói thì khi mình đi quay clip, mình sẽ cố gắng khai thác hết tất cả những cái góc khuất, những cái góc sáng, những cái điểm mù, những cái sự thật, để cho anh em có cái góc nhìn nó tốt nhất, để anh em quyết định là có phù hợp với mình hay không phù hợp. Cũng có người nói là mình thích chơi này, mình thích chơi cái kia đó, nhưng mà sau khi coi clip của anh Nam á, thì cảm thấy là cái thời gian chăm sóc cũng như là cái công sức, cái thời gian của họ không có phù hợp. Có những người ta mê nuôi dòng đó quá, nhưng mà người ta phải đi công tác xa 5-7 bữa rồi này nọ, thì 5-7 bữa đó mà nhà không có ai chăm sóc thì nó sẽ không ổn, cho nên là người ta quyết định là tạm dừng lại để thời gian sau công việc người ta nó ổn hơn, người ta chủ động được thời gian chăm sóc đó, thì người ta sẽ đem về chơi sau, chứ bây giờ đem về chăm sóc bé nó không tốt thì tội nghiệp bé nó. Thì cũng có những người ta sau khi coi clip của mình thì người ta nhìn nhận ra được vấn đề đó, thì nó cũng tốt, đỡ tốn tiền nè, rồi đỡ làm chết một sinh mạng nè đó, đỡ hao phí nè, thì nó cũng là một cái hay, đúng không các bạn? Cái đó, rồi có những người ta không có điều kiện nuôi, người ta nói rất là thích clip của Nam Ngô luôn, tại vì người ta rất là mê sinh vật cảnh, nhưng mà người ta không có điều kiện nuôi, thì qua những clip của mình, người ta coi được những cái hình ảnh đó,
tìm hiểu được những cái thông tin đó, người ta cũng rất là vui, không cần nuôi nhưng mà ta coi thôi, người ta cũng cảm giác giống như là người ta ta được gần gũi nó, hiểu nó, thì bản thân của mình cũng thấy rất là thấy happy với lại những cái giá trị đó mà mình mang lại luôn. Ok rồi, anh em thấy mình đi quay clip thì mình cũng hay hỏi cái người chủ shop về giá tiền đồ này nọ, thì tại vì cái giá tiền á là cái thước đo đơn giản nhất, đúng không? Ai cũng có thể hình dung nó như thế nào cả. Ví dụ như một người mà người ta chơi cái dòng này, mình người ta nói con này nó có giá trị hơn con kia, tại con này mắt đỏ rồi sừng cao dày đồ này nọ các thứ, thì những người không chơi người ta sẽ không biết những cái giá trị ở những cái điểm đó, người ta không phân biệt được, đúng không? Nhưng mà ví dụ như mình nói là con này 5 triệu còn con kia 10 triệu thì người ta đã thấy hai cái sự khác biệt, mặc dù là người ta cũng sẽ chưa có hiểu rõ tại sao con này 5 triệu cũng gần gần như con kia mà con kia chỉ có tới 10 triệu lận thì người ta chưa có hiểu rõ đâu. Tuy nhiên nó vẫn là một cái thước đo mà hầu hết tất cả mọi người đều có thể hiểu được, anh em ha. Đó, cho nên là mình mới hay hỏi tiền. Thì thật ra các bạn chủ cũng có nhiều bạn ngại, nhiều có nhiều bạn là ngại nói về tiền. Đó, nhưng mà mình nghĩ là khi mình nói về tiền á, không có nghĩa là chúng ta đề cao cái giá trị vật chất. Không phải mình đề cao cái giá trị vật chất mà là mình muốn cho anh em có một cái thông số để anh em dễ nhìn nhận, dễ định vị được cái nào nó cao thấp như thế nào, và anh em có thể tùy theo cái khả năng của mình đó, chứ không phải là ok cái nào mắc thì mới là xịn, cái nào rẻ rồi là nó không tốt ha. Không có theo cái hướng đó, mà chẳng qua là dùng cái tiền, là ai cũng biết tiền á, ai cũng biết xài tiền hết trơn đó. Người ta nghe là người ta sẽ biết cái sự khác biệt ở đâu, còn muốn khác biệt ở đâu á thì sẽ tham gia sâu vô chút xíu để tìm hiểu là sẽ biết được là nó khác biệt ở đâu, đúng không? Thì như anh em đi á thì đâu phải là cái ví dụ mỗi cái shop người ta đều có thể cung cấp cho từ cái bạn newbie cho tới người chơi cao cấp, đúng không? Ví dụ bên cá biển á, là 5 triệu là anh em cũng làm được cái hồ cá biển rồi, có đầy đủ đồ chơi rồi. Nhưng mà anh em muốn chơi cao cao lên nữa thì 200 triệu, 400 triệu, thậm chí là 1 tỷ, mấy tỷ nó cũng có nữa. Nó rất là đa dạng, nhiều người chơi đó. Nhưng mà đối với mình, cái gu mình chơi á thì xịn thì tất nhiên là nó sẽ sướng. Những cái con mà nó xịn, nó quý, nó hiếm đó, thì cái người sở hữu nó thì tất nhiên là sẽ sướng. Nhưng mà với điều kiện là anh em phải đi kèm theo đó là anh em phải có cái sự hiểu biết sâu về cái dòng bet mà anh em chơi, cũng như là cái bộ môn mà anh em chơi. Chứ còn anh em mà hiểu biết nó hời hợt mà anh em mua những cái con cao cấp về á thì thật sự nó cũng đáng tiếc. Tại vì đại đa số là nó sẽ không thọ, hoặc nó sẽ không bung được hết cái nét đẹp của mình. Anh em chưa có kinh nghiệm nhiều cho nên là anh em sẽ phạm những cái sai lầm cơ bản đó. Thì thật ra đối với mình á, cái sự hiểu biết một cái vấn đề về bộ môn, về cuộc chơi, về nghề chơi nó có giá trị hơn, nó sẽ ok hơn. Thì tất nhiên là vừa hiểu biết về cái cuộc chơi, nghề chơi, mà vừa có điều kiện đầu tư chơi lớn. Có những người á, người ta có điều kiện đầu tư chơi lớn nhưng mà cái nhu cầu của người ta chơi lưng lửng là được rồi, hoặc là chơi cơ bản là được rồi, người ta không muốn lên cao. Cho nên á, để thỏa ba cái yếu tố hiểu biết sâu, có điều kiện chơi và dám chơi là ba cái yếu tố, phải nói nếu mà hội tụ được ba yếu tố này là gọi là đỉnh luôn ha. Chứ còn có điều kiện chơi nhưng mà không chịu chơi thì cũng không có gì để nói. Có điều kiện chơi nhưng mà kiến thức không có sâu, đâm ra chơi nó gọi là thành cái nồi lẩu, hoặc là nói chung là cái gì đó nó không có liên kết với nhau thì nó cũng không có bung hết được cái nét đẹp
cũng như là làm cho nó cái giá trị nó tăng lên được đó. Cho nên là anh em khi mà xuống tiền mua cái gì thì anh em cũng phải tìm hiểu cho nó rõ ràng kỹ lưỡng ha. Thì shop nào cũng phục vụ từ newbie tới cao cấp hết, chứ không phải là lúc nào cũng là coi trọng đồng tiền, không phải là phải tiền cao mới tiếp, thì cái chuyện đó là không có anh em ha. Tiền thì nó tất nhiên là tiền là nó quan trọng rồi đó, nó là điều không thể thống, nó giống như xăng vậy, phải có xăng thì xe mới chạy được. Anh nói là anh em làm đam mê thì đúng là đam mê thiệt. Đam mê là sao? Đam mê là người ta vẫn kinh doanh, vẫn kiếm tiền, nhưng mà cái định hướng, cái đường lối của người ta là nó phục vụ cho cái chung của cái cộng đồng nó ngày càng phát triển, chứ người ta không phải là cái kiểu mà mua bán rồi phá nát thị trường, lừa đảo người chơi mới, rồi làm những cái điều mà nó không tốt tới cộng đồng đó. Chứ còn cái chuyện mà kinh doanh thì ai cũng phải cần tiền. Tiền nó như máu vậy, không có máu thì sao cơ thể này nó sống được, đúng không? Tiền như xăng nha, không có xăng thì sao xe nó chạy được. Nhưng mà người ta không có bào, không có bào quá, bào thô bạo. Người ta làm gì người ta cũng nghĩ cho cái tương lai, cái định hướng của cái phong trào, của toàn cục, để người ta có thể làm ăn lâu dài, kinh doanh lâu dài, hiểu không? Đúng không? Chứ còn các bạn làm cho cái phong trào mà nó ngày càng nó xuống dốc á, thì cái bộ môn này nó chấm dứt thì đâu có ai vui đâu. Các bạn biết bây giờ cái ngành sinh vật cảnh nói chung luôn thì nó là cả một cái hệ sinh thái luôn các bạn, đúng không? Có người cung cấp dịch vụ, có người bán bét, có người bán phụ kiện, có người bán thức ăn, có người bán mồi tươi, rồi đủ thứ, nó là cả một cái hệ sinh thái luôn. Thì nếu mà chúng ta có cái tư duy đứng đắn, hợp tác, đoàn kết và bán buôn cho nó chuyên nghiệp, nó này nọ, nó phổ cập kiến thức cho cái người chơi ngày càng cao á, thì cái phong trào ngày càng lớn mạnh, cái hệ sinh thái ngày càng khỏe mạnh, ai cũng có cơm có cháo ăn hết trơn á, tất cả cùng đi lên phát triển kinh tế. Chứ còn bán buôn mà lừa đảo chụp giật rồi phá vì lợi ích trước mắt đó mà bất chấp luôn, thì cái đó mình hoàn toàn không quan nghênh luôn đó. Thì cho nên là hôm bữa đọc cái comment đó thì cũng rất là cảm ơn luôn. Thật sự mình nói cảm ơn thật lòng chứ không phải là này nọ, cảm ơn thật lòng là anh em đã coi clip và anh em đã góp ý đó. Thì tuy nhiên mình cũng có chia sẻ một vài ý như vậy đó. Thì cái cách đi review của mình là vậy, mình sẽ trò chuyện thân tình hơn là mình review mang hướng buôn bán ha. Mình không có review sản phẩm để mà buôn bán, mà mình chia sẻ câu chuyện về đam mê, về những bước ngoặt, về định hướng tương lai, thì cũng có nói về sản phẩm đó. Cho nên là cũng rất là vui là anh em bà con vẫn tiếp tục ủng hộ với kênh Nam Ngô Farm. Thì mình sẽ cũng sẽ cố gắng cải thiện hơn, nhiều hơn, làm nhiều điều nó vui vẻ, hay ho hơn, và sẽ cố gắng kết nối được giữa các shop và những cái khách hàng tiềm năng để cho ai cũng happy hết, bản thân mình cũng happy luôn ha anh em ha. Chứ nhắc lại là mình không có liên kết với lại shop hay gì để mà lùa gà hay là cái gì cả. Cái chuyện này là cái đó là cái uy tín của mình đó. Thì bản thân mình cũng rất là vui vì cũng có gọi là cũng tạo ra cái giá trị, cũng có mang được lọc đến cho các anh em shop, cũng mang lại được những cái niềm vui để cho các bạn newbie, các khán giả coi kênh của mình. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip rất là nhiều. Cái đống này ở đây mình còn rửa chắc khoảng tiếng mấy nữa mới xong lần, nhưng mà clip thì cũng dài rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip ha, cùng với lại thằng này đó, mình đi đâu là nó đi đó à. Rồi, chúc anh em xem clip vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye.